Bạn tin 100% đây là câu trả lời đúng. Em thử chống lại thế giới một lần xem như thế nào. 96.69%. Trời ơi. Địa lý cũng là một cái lĩnh vực mà không phải là thế mạnh của em. Em xin dùng quyền trợ giúp 50-50 ạ. Bạn tin bao nhiêu phần trăm đây là một câu trả lời đúng? Em tin 100%. Vâng, bạn tin 100% đây là câu trả lời đúng. Rất sốc ạ. Không thể tin nổi. Anh là một trong những MC có đó nhận xét chính xác nhất mà em từng biết. Và về nhan sắc của bạn. Chính xác. Và nhiệm vụ của người đẹp trai hôm nay là giúp cho tôi trở thành người nổi tiếng. Rất chính xác. Bằng cách nào? Anh sẽ giúp anh trở thành người dẫn chương đầu tiên ở quốc gia này. Có một người chơi đạt giải thưởng 150 triệu đồng. Nhưng bạn tin có bao nhiêu phần trăm bạn trả lời đúng? Em tin là 96.69%. Là C, Brazil. Mình muốn lấy ý kiến của khán giả trong trường quay, hỏi ý kiến của cái tổ tư vấn, dùng phương án 50-50. Và chúng ta chờ xem hai phương án sau cùng sẽ là gì. Chắc là mình xin cái quyền trợ giúp. Cái quyền trợ giúp cuối cùng. Câu trả lời là D, Mạc Toản. Đôi khi là cái sự lựa chọn của khán giả cũng đúng mà đôi khi cũng có thể không đúng. Em thử chống lại thế giới một lần xem như thế nào. Là D, Tổng thống Vladimir Putin. Em xin trợ giúp cho chị phương án trả lời là đáp án C, Hồ Thiên Nga. Phương án C, Hồ Thiên Nga. Có tác phẩm Hồ Thiên Nga. Sau khi cả ba thành viên của tổ tư vấn đều chắc chắn và bạn cũng chắc chắn thì câu trả lời của chúng ta chắc chắn sẽ là A. Trời ơi. Phương án trả lời cuối cùng của tôi là phương án A, gấu tét đi. Bạn không cần đến ba quyền trợ giúp. Tôi linh cảm và cũng là phương án A là cũng là phương án đầu tiên mà tôi nghiêng về nhất. Là A, chúc mừng bạn. Thì tất cả đều mong muốn lần mạo hiểm thứ 5 một lần nữa lại thành công. Và câu trả lời cuối cùng của chúng ta là A, đại bái, xin chúc mừng bạn.